hé lộ đường hầm bí mật nơi Hitler chôn 21 tấn vàng tử thần. Đây không chỉ là nơi giam giữ hàng nghìn nô lệ, giấu những cỗ máy chiến tranh từ Thế chiến II mà còn là nơi Hitler ra lệnh chôn kho báu cách dù của ông. Một bộ phim tài liệu về Đức Quốc xã mới đây được phát sóng trên đài MDA cho thấy hình ảnh về những đường hầm dưới lòng đất bí mật tại trại tập trung Buchenwald với tiết lộ. Đây không chỉ là nơi giam giữ hàng nghìn nô lệ, giấu những cỗ máy chiến tranh từ Thế chiến II mà còn là nơi Hitler ra lệnh chôn kho báu cách dù của ông. Những tay săn kho báu đã được cảnh báo tránh xa một trại tập trung giam giữ có tên Buchenwald từ Thế chiến II của Đức Quốc xã sau khi đài MDA phát sóng một bộ phim tài liệu và tiết lộ rằng những con đường hầm bí mật tại đây chính là nơi Hitler ra lệnh chôn kho báu chứa 21 tấn vàng của ông. Từ năm 1937 đến 1945, tổng cộng 280.000 tù binh đã bị đưa đến Buchenwald và các trại phụ của nó. Trong số đó, khoảng 56.000 người đã thiệt mạng, nhiều người vì bệnh tật, đói khát và thậm chí vì các thí nghiệm y tế. Đức Quốc xã cũng hành quyết 8.000 tù binh Liên Xô tại trại này. Đây là nơi Đức Quốc xã sử dụng nô lệ Do Thái để đào những đường hầm lớn phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, từ giam giữ tù nhân, cất giấu vũ khí bí mật và đặc biệt là chôn giấu kho báu của chủng phát xít nổi tiếng Adolf Hitler. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ MDA, thực chất các đường hầm bí mật này sau đó được sử dụng để chôn giấu những vật có giá trị mà trại giam tịch thu được từ hàng chục nghìn người trong 6 triệu tù nhân Do Thái bị sát hại trong Holocaust, phần lớn là răng vàng của các tử tù. Trại Buchenwald nằm ở ngoại ô thành phố Ma của Đức, sau này thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức từng được quân đội Mỹ giải phóng vào ngày 11 tháng 4 năm 1945. Tuy nhiên, khu vực này sau đó đã nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Các lối ra và đường hầm đã bị Liên Xô phá hủy trong khoảng thời gian 1947 đến 1948. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều lời đồn đoán rằng Liên Xô đã vận chuyển kho báu này rời khỏi Buchenwald. Theo MDA, khi quân Mỹ giải phóng khu trại, hơn 21 tấn vàng được tìm thấy, hầu hết là nhẫn cưới và răng của những người bị sát hại trong các trại tử thần của Đức Quốc xã. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1940, tướng Heinrich Himmler ra lệnh đội cận vệ SS tịch thu những chiếc răng vàng từ những người chết trong trại tập trung và mở rộng lệnh tịch thu cả những chiếc răng vàng không thể sửa chữa được từ những người còn sống. Theo lời đồn, vào năm 1945, các quan chức Đức Quốc xã đã ra lệnh đào những đường hầm bí mật để chôn cất kho báu tránh việc bị Liên Xô lấy đi. Hơn nữa, tấm bản đồ chi tiết về kho báu được đặt tại cơ quan lưu trữ quốc gia ở Washington. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jenker Zittan Warner, một chuyên gia thế giới về các trại tập trung của Đức Quốc xã đã bác bỏ những tuyên bố này. Ông Warner cho biết, khu vực này đã được tìm kiếm kỹ lưỡng và tất cả những gì đã được tìm thấy chỉ là thiết bị khai thác, vũ khí cũ và đạn dược. Nhiều năm qua, tin đồn về việc trại Buchenwald có giấu kho vàng giá trị đã lan rộng và thu hút rất nhiều các thợ săn kho báu tới thử vận may. Nhiều người cố gắng vào đường hầm một cách bất hợp pháp với các máy móc hiện đại, buộc chính quyền phải ra lệnh cấm, ông Warner nói. Theo đài MDA, hiện 2 trong số 8 phần đường hầm vẫn chưa được tìm thấy.